Em thì đơn giản lắm, cứ người yêu dễ thương, với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của chương trình ngày hôm nay, xem là cô gái có thích bụng bự không. Hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Chào em, mời em. Chị Cát Tường chào anh Huyền Linh. À, chào ạ. Bạn tên gì? Dạ em tên Tâm Ái. Tâm Ái. Tâm Ái hả? Dạ. Tên đẹp quá nha. À, bạn nay bạn nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi, mình đang làm nghề gì? Dạ em bán quần áo phụ kiện thời trang cho bạn nữ ở trên các mạng xã hội đó chị. Rồi, xin mời chàng trai chúng ta ra sân khấu. Xin chào bạn. Bên kia một cô gái tôi chưa thấy nhưng tôi nghĩ rất là dễ thương, tên Tâm Ái. Cái tên nghe nó rất là đẹp. 24 tuổi. Bạn dạ. Tên gì? Dạ em tên Thái Bình, 28 tuổi. Thái Bình. Dạ. À hai cái tên này hay Thái nha. Bình hay à. Một bên Tâm Ái, một bên Thái Bình. Bạn làm nghề gì? Em là bên xuất nhập khẩu. Bên đây có đặc điểm là nổi bật nhất là súng răng á. Cái gì? Súng răng. Đó bạn súng răng anh ơi. Ưu điểm của bạn là gì? Em nói nhược điểm của em nha. Ừ. Nhược điểm của em là nhát gái. Mà ưu điểm của em là cư gái. Cái gì? Cũng là sao kỳ vậy? Vì mà em thì nhát gái thiệt. Nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính. Hồi đó giờ bạn cưa được mấy người rồi? Dạ hai người. Hai người? Dạ. Lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn? Đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn. Nói chung là hết duyên. Ái thì trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi. Dạ em thì không hợp. Không phải hợp. Hết duyên không. Tại sao không hợp? Quen bao lâu mới biết không hợp? Dạ gần đây nhất là em quen 3 năm. Với lại em rất là tự ti về ngoại hình. Có thấy mình dư ký không? Dạ có. Cái điều đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được. Dạ nhưng mà đa phần là gặp mấy bạn trai á, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi. Mình chưa khắc phục được gì hết đó chị. Thế sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Em mong muốn người bạn trai của mình cái mẫu người lý tưởng về chiều cao, cân nặng bên ngoài của bạn trai mình như thế nào? Em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí. Ừ. Tại thấp quá mà em đi giày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy. Chắc là phải đô con một tí. Đô con là gì nữa? Thích thể thao. Tại sao bạn thích đô con? Dạ tại vì em cũng không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi. Bạn mình thay đáp ứng được nhu cầu bên đó chưa? Thể thao thì em có rồi đó. À rồi về đô con có không? Cũng có miếng. Bên đó cao mét mấy? Em cao mét 65 chị. 65 hả? Dạ. Tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào, cụ thể thế nào? Em thì đơn giản lắm, cứ người yêu dễ thương, với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì em đâu biết nhậu đâu, nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu cái đỡ với mình hơn. Nhưng mà chị nói cho nghe nha, thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó, rồi em có thích bạn gái mình bụng bự tại nhậu không? Nhiều khi đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết bự rồi chưa? Bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Dài ngắn cũng được, miễn có tóc là được. Giống anh Nguyễn Linh quá. Thích phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Quan trọng là tính hết người ta thôi. Tính hết là chính đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn không thích phụ nữ như thế nào? Dữ dằn. Dữ dằn. Ừ, ghen tuông mù quáng, với lại một cái là đừng có tám quá. Tám quá là sao? Nhiều chuyện anh. À. Dạ. À, chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn. Để coi. Bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn. Mũm ma mũm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn. mập bụng phụ nữ. Em không thích gì về người bạn trai của mình? Không thích. Em không thích bạn ấy nhậu, buồn nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối đó chị. Bạn có hay nhậu không vậy? Dạ không, em không biết thuốc, không biết nhậu. Không biết thuốc cũng nhậu luôn. Dạ. Rồi gì nữa không? Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng dạ. Mình đâu có nhỏ đâu mà thích, người ta không thích. Nhưng mà đàn ông bụng bự thì khác, nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Bạn nói cụ thể đại đi.
Dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi. Chưa biết em ơi. Quay quay cái bụng coi, quay cái bụng coi. Đâu bự lắm đâu chị. Hốt đồ đó. Bây giờ bụng bạn có bự không? Cũng tạm tạm. Quay qua tôi nhìn mặt coi cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không. Sao tôi về tôi biết được. Tôi nói được. Cỡ. Bên đây hơi dư kilo quá, bạn có ngại không? Không có gì. Thì có gì đi tập thể thao với em thôi. Ok, vậy được ha. Dạ. Thoáng lên miễn là tánh tình dễ thương học. Dạ đúng rồi. Tình hợp lý là được rồi ha. Dạ. Rồi, thấy cũng được đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau. Kéo màn lên. Hai phút dành hai bạn. Chào anh. Chào em. Nó chui thằng qua đó. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thường hay đi chơi bạn bè, đi xem phim hay là cà phê được không? Em thì không thích tụ tập bạn bè, đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi. À. Nếu mà cuối tuần mà em có rảnh á thì có thể đi xem phim với anh. Rủi như hai người đang đi coi phim ở đây trúng gió xỉu rồi có ẩm nổi không? Cố gắng chị. Ở dưới quê mặn lúa thì khiêng lúa nổi mà, chứ mà bầu thì không nổi. Không, ở đây đồ con lắm à, thấy có đùi kìa, ghê chưa, tay rồi. Em đọc mình coi. Nó banh mà. Bây giờ nhà anh cũng làm ruộng hả anh? Giờ cho thuê không chứ nhà không làm. Em nghe làm ruộng em cũng sợ, tại em không biết loại ruộng. Em loại ruộng lúa chết hết á. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em rất là thích đi du lịch. Rồi từng ngày mình xem phim từng sau về quê anh? Rồi từng sau nói làm gì anh? Thì từng sau rồi tính tiếp. Anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay. Rồi, ok. Cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè. Đúng không? Alo lên đồ lên ngay đúng không? Dạ. Yeah. Vậy nếu như anh tìm được một người bạn gái phù hợp thì anh nghĩ trong bao lâu anh sẽ kết hôn? Nếu mà bạn gái phù hợp thì có thể cuối năm nay. Lẹ dữ vậy, anh còn có 4 tháng nữa à? Nếu mà không được thì đầu năm thôi. Rồi, nghỉ ăn cơm. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra sau nút. 1 2 3. Tôi khỏi nhìn, tôi cũng biết là nhấn nút rồi. À, chúng ta dạ. Có một cuộc trao đổi hết sức là thẳng thắn cặp với nhau. Cặp này xứng đôi nha. Và tôi nghĩ rằng hai bạn nói chung là nặng ký. Có thể cổng bàn này nổi không? Dạ nổi. Tao cổng thử đi. Dạ cổng đi xuống thôi. Cổng thử đi. Để sao tính sao đi nha. Không, rất là dễ thương, rất là thẳng thắn. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tìm thấy nhiều điểm chung với nhau nữa.